Just in time. Piggin's broadcast is starting. What's this about? No clue, brother. But we're going to find out. Good people of Kirat. I'm sure you will all be delighted to know that the reports of my death are completely and utterly inaccurate. I am alive, and all is right in the world. But life brings change, and I implore you, Kirat, to look to my example and see it as the positive influence it is. Change requires strength, and it is a strength that I know all of you possess. Now, I recently experienced change within my own organization. Miss Noor and Paul Duplure, after years of dedicated service, have decided to move on. I'm sure you will all join me in wishing them well in their future endeavors. But like them, we must look forward, not back. The attempt on my life is nothing more than a symptom of resistance to change. Rest easy. For Yuma Lao, my trusted commander-in-chief, who oversees our mining operations at the KEO facility, stands between me and any would-be assassin. She would rather die than see any harm come to me. Go ahead, I challenge you. Put her resolve to the test. To summarize, change is good. Embrace it. Your king is alive. Rejoice. And Yuma stands like a sentinel, waiting. Bring it on. Sounds like he's calling us up. The mines. You know what to do. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghệ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm tựa game Far Cry 4 và làm nốt những phần còn lại trong tựa game này. Thì mình thấy là mình cũng sắp gần hoàn thành hết tựa game này rồi nên mình sẽ cố trong ngày hôm nay luôn. Ok, đây là có mình ảnh giấy đây để mình đọc. Thôi khỏi đi, toàn chữ nhiều quá rồi. Mình cũng làm khá là lười đọc. Ok, là cái hiện tại là sau cái scene vừa rồi á thì kiểu như Pagan Min á, nó nói móc con nhỏ Yuma và nó kêu mình tới giết con nhỏ này, mặc dù nó là nhỏ đó là cận thần của nó. Ôi vậy, sao tụi nó cứ khoái chơi kiểu như đánh thuốc mê mình hoài vậy? Hết thằng Yogi Rekchi tới nhỏ này nó thổi cái gì vào mặt mình nữa. Gọi là nhỏ này nó không tin là nó thằng đó nó kêu mình tới đây để giết nhỏ này. Gọi là nhìn cái kiểu tóc là thấy không ưa rồi. Giết phải giết thôi. Chứ mày mà để cái kiểu tóc đẹp hơn chắc là tao sẽ suy nghĩ lại. Mặt đẹp hơn tí. Chứ nhìn mặt mày thấy ngán rồi, hết muốn ăn cháo lòng luôn. Ồ, cái gì? Sao dùng xong gì máu me gì không gì hai bên ghê vậy? Ồ, cái gì tiếng gì? Cái gì đây? Thằng Sabon nè. Cái gì đây? Ủa sao Golden Bat là đi giết người? What the fuck? She weakened his resolve. She turned him into this simpering shell of a man. He stopped being a king that day. He was broken. Weak.
Mình cũng thật sự là chưa hiểu tại sao là có cái cảnh mà thằng Sabo nó lại kêu tụi này cắt cổ nhân chúng nữa. Ủa gì đây? Nữa hả? Cắt cổ nữa hả? Tụi này làm kiểu như một cái hồi ức hay sao á ha? Mình cũng không rõ, nhưng mà mình cũng chưa thấy cái cảnh này bao giờ. Nhưng mà trước mắt là mình thấy tụi nó giết người rồi đó. Golden Bat mà làm gì ghê vậy? Mình cứ tưởng là nó làm vì dân chứ tại sao nó lại giết dân ta? Mình cũng không rõ nữa. Ok đi nè. Tới checkpoint này nè. Ủa cái chỗ này bị chặn rồi, chỗ này bị chặn rồi. Rồi còn chỗ nào đi không ta? Để mình xem bên đây cái... Ờ không được rồi, mình nghĩ là không được đâu. Ôi vừa mới chạy lên cái là thấy nhỏ đó, nhưng mà nhỏ đó giờ biến hình thành cái thằng khác nữa ta. Chứ khi nào nhỏ đó hai lam ta. Và là ok, nhiệm vụ là phải phá cái cổng. Mà sao tụi nó lính đâu? Ôi cái gì vậy? Ôi bắn rác thiệt luôn, bắn mới đó rồi hết máu mà không thấy cái báo đó ta. Ôi sao động thế? Toàn dân bắn cung không à, bắn một phát cũng gần hết máu rồi. Thanh niên tỉnh của năm vợ là đứng vậy mà cũng nhào lên xông lên đánh cho bằng được nữa. Không biết là nhiều lúc nó có đánh trúng mình không nữa. Mà cứ khóa xông lên làm như đúng rồi á. Ok mình phải tiêu diệt mấy thằng này xong rồi mới phá được cái cổng kia. Còn ai nữa không, ra hết luôn đi. Bên kia có thằng nữa kìa. Bắn cúng hụt nữa nè. Bắn cụ bắp. Ơi có được skill mới luôn rồi nè. Hầu như trong game này mình chơi mình ở cổng skill cũng không đến nỗi nào nhiều. Thường thì mấy skill cơ bản thôi, nâng cấp cũng vừa đủ. Còn nâng cấp hết thì mình cũng không cần thiết cho lắm nhiều đâu, cũng không cần xài. Này thì chạy. Rồi, nó mất luôn rồi. Còn nào nó không ra luôn đi. Làm sao phá cái cổng này được ta? Ủa giờ mình cũng không rõ là cách nào để làm phá được cái cổng này nè. Đúng rồi. Có nghĩa là mình phải bắn vào mấy cái hộp đó, đúng rồi, hay quá. Vợ cái cổng nó gãy luôn rồi. Bá đạo, mấy cái hộp này nó có chứa cái gì giống đó mà sao một phát nó nổ cổng luôn. Bá đạo thiệt. He had to get better. But no. What is broken stays broken. It stays weak. But Pagan will not break me. This country will not break me. And you will not break me.
Ủa, chúng ta là quay trở về cái chỗ mà dòng sông máu hồi nãy nữa. Dòng sông này khá là ghê rợn đối với mình. Chưa kể ghê hơn gặp thằng Sabon nữa, với mấy cái bóng đèn như này nè. Mình cũng không biết rồi mình làm gì thằng Sabon. Ôi cái gì vậy? Ôi thằng chó. Bắn xong chạy mày. Để hồi máu cái đã. Mấy này nó nhiều lúc nó tỉnh ra ta. Bắn mình xong rồi rõ ràng sao nó bỏ chạy. Hết tin được. Mình nói rồi, trong tựa game này chơi game không nên tin nào đàn bà. Lần trước cái phần Far Cry 3 thì cái ending của nó là vừa mới lên chuẩn bị với nhỏ kia thì nó giết mình luôn. Nó là một phát kỳ giữa ngực. Giờ tới con Yuma thằng này thì nó khoan nhượng quá. Kêu đưa súng mà cũng đưa nữa. Ok, chúng ta phải giết cái thằng có tên là Kalina. Ok, nó thằng nào ta? Quá trời luôn, ngay đây có thằng nữa nè. Ui, ui, làm gì nó, mình vừa mới nhìn nó cái nó mới biến mất luôn rồi, what the fuck. Má thanh niên chơi chán nhưng chơi ra đi, chơi trốn rồi vậy. Ôi ôi, ôi, chúng ta phải set down thằng này. Này, dính nó mà trời, ra bắn nè, bắn nó ngu rồi còn khoái. Ok, tiếp nào. Còn nhiều ra hết luôn đi nha. Ôi vãi, tội thanh niên vừa mới sinh ra cái bị bắn liền. Còn ai nữa không ta, ra đi. Mình tưởng nhiều lúc cũng lâu lắm chứ, mấy kia nó kêu mình là phải giết thằng Kalina. Ồ, cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi, nguyên một con hổ. What the fuck? Đâu ra con hổ đó vậy? Mấy tập trước mình chơi Shangri-La con hổ đó là bà bạn mà, tại sao? Ôi, hổ dữ, tránh ra. Fuck you bitch. Tránh ra, hổ đẹp gái mà sao chơi kỳ vậy? Ủa, cuối cùng nó cũng chết. Thôi nó. Ủa, nó công nhận cái cung này bắn cũng bá đạo ghê, bắn phát chết con hổ luôn. Cung ngoài đạo mà được vậy cũng đỡ ha. Trong, ôi, cái quần què gì vậy? Chú có biết bắn không vậy? Lớn và đồng hành xử như cái VL vậy. Này thì đứng bắn mà bắn. Xong hết chưa, còn nào nữa không? Để hồi máu. Ôi. Ôi, lại hổ. Ủa, mày bắn con phát nó chết luôn rồi nè. Này thì bắn. Nó thằng này là Kalina nè. Này thì bắn. Ủa, tôi tưởng mình chết rồi mẹ. Ủa, nãy mình đâm nó một lần rồi sao giờ nó lại sống thêm thằng nữa ta? Có khi nào nó hồi sinh không? Phải. Ôi, hổ. Hồi quá, nó vừa mới hồi sinh ra. Ở cái quần què gì vậy? Ôi, cái thằng này, tỉnh mày. Hồ méo nó gỡ hết máu mà trong đây nó có dùng đồ chích hay được gì đâu ta. Gọi là ok, hồi máu lại rồi. Còn thằng Kalina mày đó đâu rồi, mày ra luôn thể nó đi. Ôi, trúng rồi,
Nhưng mà tụi nó đông quá để mình hồi máu rồi đó. Tụi nó bắn một phát nữa có thể là mình sẽ chết á. Ok, con... con hổ. Hổ, có hổ, chết. Mỗi lần mình giữ lâu là nó tự động nó chuyển kiểu như là chuyển sang chế độ slow motion hay sao ta. Nhưng mà phải ngắm lâu, đè nút nữa. Ủa sao chỉ thấy con hổ của ta? Đó, quá hay. Hổ đâu ta? Hay mình giết thằng này cái đã. Sabaw, I got Yuma. Praise Banashur. This is the will of Kira. Gowan's looking down on you now, brother, and he's proud of all the difference you're making. Pagan's next, Ajay, and then it's all done. We'll be free. Ok, mình đang tới cái chỗ nhiệm vụ. Ôi, mình trên đây nó có địch, nó đứng canh cửa là sao ta? Kỳ vậy nha. Có một thằng heavy luôn mới ghê chứ. Nói chung là có 4 thằng. Mình nghĩ là mình sẽ dispel để không phát hiện, mình nghĩ tại có lẽ là trong đó nó sẽ có cái gì đó đặc biệt. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ phải stealth thôi. Cái khu vực nó bảo mình đến mà mình thật sự là sợ là mình chưa nhận nhiệm vụ nữa. Ok, một phát headshot. Bây giờ nó phát hiện, trốn vô bụi cây. Mình nghĩ là mình nên sử dụng súng ngắm này. Đằng này khá là châu bò. Ok, nó chết rồi. Ôi, bị phát hiện. Qua lên, thanh niên châu bò, bắn gì mà không chết. Bắn cung nào. Thường thì cái cung nó bắn một phát chết liền luôn. Còn cái súng thì kiểu như mình chả biết tại sao mấy thằng này nó kiểu như mặc giáp kỹ càng quá hay sao á. Máu rất là châu bò, bắn hoài không chết. Cũng chả hiểu nữa. Mà thôi kệ. Vô nào. Mình search thêm vài miếng đồ để xem còn đồ gì dư không, để lấy, có gì bán lại sau. Hey, Badra. Hi. Or should I call you Tarumatara? Badra is good. For now. What's wrong? Whoever captures Jalandhu Temple will lead the Golden Path. The future of Kirat is at stake, and I'm caught between Amita and Sabal. You've seen them fight, you know how they are. Amita wants to destroy the temple. She says that this will free the women of Kirat and break us away from outdated traditions like the Tarun Matara. I thought Tarun Matara was a good thing. Sabal thinks it is. If he captures the temple, he'll complete the ceremony and make me Tarun Matara. Says that embracing our traditions is what will make us stronger. And what do you want to do? I want to free Kirat. But I can't choose on my own. Amita and Sabal will never agree, so this leaves you, Ajay. You've made a difference here. The Golden Path will listen to you. But you have to understand that whoever you back at Jalandhu will become the unquestioned leader of the Golden Path. And once Pagan is defeated, they will control Kirat as well. Okay. I think I know what I have to do. Thank you.
Mình nghĩ là hồi nãy cái nhóm hồi nãy nó vừa mới bắt cóc con bé này và nó giấu trong đây, mình có phải là tới giải cứu và sẵn tiện thì mình làm nhiệm vụ luôn. Có nhiệm vụ của con Amita nè. Có nhiệm vụ giữa Amita và Savon. Mình nghĩ là mình sẽ đi với Savon đi nè, mình cứ tưởng là chỉ có một trong hai nhiệm vụ thôi chứ. Bad enough having Pagan destroying everything. Now she wants to do his job for him. I'm done with her. I can't tell you what Yolendu means to Kirat. What it means to Mohan. He's proud of you, you know? We're taking the temple. We're cleansing Badra. We're uniting the people under the light of Kira. Ok, cái nhiệm vụ nó dẫn mình tới đây. Và nó kêu là mình phải đột nhập cái ngôi chùa Chalendu đó. Và kiểu như là làm cái gì đó mình chưa rõ nữa. Nhưng mà rồi mình hạ thấy mấy thằng này cái đã. Sniper đó. Ôi, bắn gì mà bắn hụt. Và là đó, chú được một thằng sniper. Để coi còn nhiêu thằng này cứ đem ra hết. Này thì cầm súng máy. Nghĩa là ngay cái khoảng cách này mình chưa có vô cái tổ tòa tháp đó. Cho nên tụi nó vẫn sẽ không thấy mình ở đâu đâu. Mình trốn ở ngoài rất là kỹ, không sao. Có thằng sniper không biết bắn được, tại mình cũng không thấy rõ lắm. Ôi bắn được nè. Còn thằng nữa. Nhưng mà thằng này mình không thấy rõ. Ôi, mình sợ nó thấy. Rồi, thấy bà rồi. Trốn. Ôi, cái gì mà 4 thanh máu gì ghê kinh vậy. Ủa gì ghê vậy? Chưa thấy cái nào mà bắn áp phê như thằng này. Súng ngắm mà bắn một lần 4 thanh máu. Ép tên được. Obe Valera. Cái gì mà chỉ ở đây ta? Có thằng sniper này nó đang đi xuống nè. Valera. Fuck you bitch. Vấn đề là mình phải đột nhập vô chỗ tòa tháp Chalendu đó. Nhưng mà phải tiêu diệt hết mấy thằng này cái đã. Còn mấy không tiêu gì thì nó kiểu như khó tập trung để bắn. Lát nữa có gì chạy cũng không kịp. Ok. Còn khoảng 3 thằng với... Ôi, 3 thằng với hai đứa trên thuyền nữa. Là xong. Ok, hai đứa đây. Ủa, mấy kêu mình lên tới nóc rồi hả chứ? Bá đạo vậy. Này thì cầm xuống mấy. Ở đó mà đứng đụt ra headshot. Còn thằng nữa, với hai thằng đi thuyền nữa. Đi thuyền khá là khó bắn. Tụi nó cách khá là xa với lại tụi nó di chuyển nữa. Nhưng mà để lát lại mình là chỗ gần mình, không biết mình có bắn chúng nữa. Cứ thử xem sao. Ôi tụi nó ra, nó có thằng nó ra nè. Ồ quá hay quá đẹp. Rồi tụi kia nó đang quay trở lại nè. Để mình quay đợi nó quay trở lại là mình bắn nó luôn vậy. Cái cách bắn này khá là khó. Vấn đề là có trúng hay không thôi. Không biết nó có áp dụng mấy cái ba cái trò của như Battlefield không ta. Thời gian đạn bay, đạn rơi gì đó tụi nó la gì đó. Nên mình cũng không rõ, nên mình cũng không biết chắc chắn đúng rồi. Chứ mấy game mà không có cái đó thì thường nó auto aim rất là nhiều. Quay trở lại đấy, what the fuck.
Ajay, it's Sabal. Ajay, the guards know you're there. They've triggered the timer on the bomb. Ôi, tụi nó bắn nát thế. Vậy là bắn đủ phía hết á. Hình như cái chữ thăng ni gì là mình cũng không rõ nữa. Ôi, bắn từ từ thôi mấy ba. Bắn kiểu đó máu nào chịu cho nổi. Vậy là thôi đi vô nhà cái cho nó an toàn. Mình nghĩ là mình lên lầu trên hay gì đó đi ta. Tại vì đứng dưới này nó cũng không có hạnh phúc gì mấy. Lấy tụi nó chạy vào rồi thấy bà nữa. Chúng ta phải phá hủy ha đúng không? Ở hình như đang kiếm một cái quả bom rồi. Đây, một cái gì đây. Rồi được một cái rồi. Quay đi tìm cái còn lại nữa. Emily present, ok. Mình đã trước tiên là mình phải giết mấy thằng này cái đã rồi tính sau. Sau một hồi tìm hiểu đi tìm tới tìm luôn nãy giờ thì mình mới biết là cái mũi tên nó chỉ xuống là dưới cái hầm ngay đây. Ủa có thằng Heavy. Này thì Heavy. Còn nào ra hết luôn đi. Thằng kia nó có quả bom rồi. Này thì bắn. Đùi xuống ngắm rồi. Ok đằng này có một quả bom. Thì hồi nãy giờ mình đi cũng tìm dữ lắm mình mới tìm được quả bom này nằm dưới lòng đất. Mình cứ tưởng là nó bị cái gì cái lỗi hay gì đó. Và là bad news for you. My spotters tell me that enemy reinforcements are heading towards your position. They mean to take back the temple. Get ready for another fight. Soldiers coming in from the west. Mấy này phải nói là thuộc lại là hết chuyện để làm rồi. Cứ tới ngày cứ gì kiến với nhau rồi cái để cho mình phải giải quyết mọi chuyện. Mình là dân chúng chỉ đi để kêu như là gãi trò của má mình thôi chứ đâu phải là để giết chùm tụi này đâu ta. Mình đang rất là trong sáng nghe thơ gặp mấy thằng này đâm ra là mình phải giết người giết khá là nhiều. Mình nói kêu là mình làm cái gì mình cũng làm theo mù quáng nhưng mình cũng chả biết là tụi này nó có cái đối gì với mấy thằng này hay không mà tại sao nó phải làm công việc cho thằng đó. Bộ nó muốn giải cứu Kirat đến mất vậy sao. Và là vải liền Sabon. Thì thằng này cũng có cái tư tưởng khá là hay. Tuy nhiên thì không phải cái gì cũng hay, nó có nhiều cái mặt xấu nữa. Vì vậy nó mới cho mình chia phe mình chọn giữa Amita hoặc là Sabon. Mà để nói xấu hơn thì chỉ có Amita là xấu hơn. Mọi cái mục đích nó cũng vậy cho nên mình không chọn nó. Ok. Thì nãy giờ mình đang bắn. Tụi nó bắn rác quá. Mỗi lần như vậy cứ bấm nút rồi nó tự động hồi máu rồi nó cứ móc viên đạn này móc ra móc vô rồi đúng bữa luôn. Quá đẹp, một phát ba kill luôn. Phải đùa với bố hả? Quá đẹp. Cái này là kiểu như súng phóng lựu hay sao ta? Mà phóng lựu này kinh lắm nha, bắn phát nổ liền luôn. Thuyền gì nó cũng chấp hết á. Tiếp nè. Gần trúng luôn. Quá đẹp, giết được hai đứa trên thuyền. Phải dân của Benjamin đi du thuyền. Và là ok, lên nào. Đây cho 47. Ôi tụi nó ra. Này thì chạy đi đâu? Vậy là
Mà đây không còn ai, chỉ có một cái chỗ này duy nhất à. Rồi có cái thằng nữa nè, what the f... Này thì đua. Mình phải bắn vô cái tàu thuyền này chứ à, tại nó tàu nó khá là dễ vỡ. Cái khúc này là mình cho mình chạy đi chạy lại nó như cũng một vài lần rồi chứ phải mới đây. Ok, vậy mình trước tiên là phải khử mấy cái tàu thuyền rồi máy bay trực thăng đó nè, đưa nó đông vãi liền ra. Bắn cũng ráng, bắn nãy giờ nó không có nổ lên nè, cũng mới bóc khói chứ chưa có làm gì hơn được. Và là cái gì vậy, tụi nó xong như tự nhiên nhà luôn mà mình không còn nhiều máu nữa, phải cầm cự thôi, bắn được từng thằng thôi chứ sao vậy. Và giờ có cái trực thăng nữa nè, mình cũng chưa rõ là mình sẽ làm gì đây. Mình sẽ cố gắng chắc là dùng mấy cái đó thì bắn nó thôi chứ sao giờ. Ủa nó bay ra tới đây luôn nè. Ủa vợ lờ. Jalendu is safe, Sabal. Praise Kira. I thought Amita was going to get there first. Can you believe she was going to stop Badra from fulfilling her destiny? She can't stand between the gods and their people. This arrogance will be her downfall. We will see you ordained, I swear it. You will become Darun Madal. God be praised, we're almost free now. Brother? You asked to see me.
I just wanted to thank you. This moment right here, this is your doing. I promise you, I won't forget the son of Mohan when this is finally over. Your father will be proud. Now listen. The Golden Path needs one voice and a meter. She's out of control. Look around you. This is what Kirat needs. Stability, tradition, honor. But she keeps second-guessing every decision I make. Artillery! Ajay, they're shelling Utkarsh. Go! Go! Ok, cái nhiều bây giờ mình phải đi tới cái điểm kia. Chạy, nó bắt mình phải nhanh nữa nè. Hurry. Mình không có bật auto drive được, mà mình sẽ cố đi nhanh nhất có thể. Ok. Đi thẳng nào, cho mình nghĩ là qua khúc cầu bên kia, tại nó chỉ hướng đó. Thì mình nghĩ là mình đi theo nó là sẽ tốt nhất. Thôi, mà nó chỉ đằng sau vách đá là mình cũng không biết mình đang đi đúng hướng hay không. Ôi, cái này ngõ cục rồi, làm sao đi vô đây ta. Khúc này có ai bên đây không, quẹo phải không ta. Rồi toàn đá không à. Rồi, hiểu luôn ha. Hết ý luôn rồi. Ôi, hình như nghe đây có cái grapple hay sao ta. Mà không biết mình đã bám lên rồi. Ở có này. Quá tiện luôn. Nó bao nhiêu lần cách nào để lên đi. Ở lên được rồi nè. Lên, đúng rồi, hên quá. Tự nhiên nghe đây một cái grapple, mình cứ tưởng là kiểu như giờ mà không có rồi cũng không biết đi đâu nữa, tao chẳng lẽ quay lại nữa nè. Nó kêu mình đi nhanh mà thật sự là mình không thể nhanh ngay lúc này được. Mình cố lắm hết rồi. Ok, giờ này đó thanh vắng quá. Ồ, ngay đây có một chiếc xe đỡ không? Ồ, quá đỡ. Mình nên check lại địa điểm ra đây. Ok, đi tiếp nào. Mà mình phải nhanh, không nhanh thì có lẽ là sẽ có vấn đề. Đây là cái tập mà mình lái xe đầu tiên á. Nhiều lúc mới tập trước thì toàn để mình để cho auto drive lái thôi, chứ mình cũng lười lái lắm. Nhiều lúc lái có khi đâm đầu xuống đó, họ không biết quẹo cua á, mệt mình lắm. Nên mình nghĩ là mình nên để nó auto drive thì nó hay hơn. Ôi vậy. Chúng ta cũng gần tới rồi hơn đó. Hay là nãy mình tới là mình vẫn chưa tới nỗi nào là tới trễ. Nên ok. Chúng ta phải tìm những người sống sót. Survivor. Ok, không biết kèo đường này vô được không ta. À, mà thôi để đi đường chính luôn cho rồi. Đường nó vô không có được. Ôi dân chúng chị ra nè. Còn ai vô đây sống sót không? Ôi đạn, nạp đạn nào. Ok. Rồi, không sao rồi, nói một tiếng nha, để mình còn cứu nữa. Ủa, cái cửa này nè. Ủa, trong đây. Ủa, làm gì tụi nó nuôi nhốt người trong đây ghê vậy? Nếu như tụi nó bảo toàn lực lượng của mình hay là trốn trong đó hay là kiểu gì? Chúng ta phải chuẩn bị một thứ sẵn sàng cho tụi này. Nó gọi quân tiếp viện tới nè, mà mình không thể nào chặn lại bây giờ được. Tại nó lỡ gọi rồi, nó chỉ tới thôi. Mình phải cố gắng chiến đấu với tụi này thì mới may ra thì thắng mới được. Ok. Thì mọi thứ đã chuẩn bị xong hết. Giờ chỉ đợi tụi nó vào nó là ok luôn, quất luôn. Không sợ đến nào cả. Reinforcement đúng không? Ok. Đợi nó vô cái đã.
Nó cũng chuẩn bị vô rồi. Ok, tụi nó đang vô rồi. Protect, mình phải bảo vệ căn nhà. Không thì có vẻ là sẽ hư. Ok, chúng ta nên tập trung vào chuyên môn nào. Nãy thì mình đang cố gắng bắn lắm rồi, tụi này thì nó đông, khá là đông. Và chưa kể nữa lát nó cùng họ thêm quân tiếp viện tới nữa. Mình cũng biết làm trở tay sau kịp với tụi này. Nhưng mà được cái là có nhân dân này nọ, nó vô nó phụ bắn. Thì nói thật là nó cũng bắn cái kiểu là như là nhường người ta. Nhường người chơi thì mới có thể thắng được. Nếu mà mấy cái đó đứa mà nó chiếm hết á, thì người chơi đâu có loạn chuyện điểm kinh nghiệm nữa đâu. Ok. Ok đây, còn mấy thằng ở đây nè. Thì ngoài đây nữa có một chế độ gọi là campaign mà online, mình cũng chưa rõ, mình cũng chưa thử cái đó qua. Nhưng là mình nghĩ là trong cái nhiệm vụ như thế này thì nó sẽ cho mình phép dắt thêm đứa bạn hay gì đó để cùng làm nhiệm vụ. Và đa phần mấy người chơi Far Cry 4 thì mình thấy họ đang dùng cái map editor khá là nhiều vì cái đó khá là thú vị. Và nó cho phép là mọi người chúng ta có thể sử dụng một thiết kế làm sao cho nó phù hợp với cái sở thích của bản thân. Thì mình cũng đang cố đi, làm xem có gì đặc biệt là lạ hay không, rồi lúc đó mình sẽ là phát triển theo luôn. Ok, tập trung vào chuyên môn. Ơi, lộn chỗ với mấy chú, đang hết máu rồi, mình còn mới chụp mấy chú đi chứ. Trốn cái nè, muốn làm gì làm. Ôi vậy, có artillery sắp tới là mình phải tìm chỗ hấp thôi. Ôi, tránh ra để bố đi. Trời ơi, sắp có artillery gần gặp mấy cha nội này nữa. Làm chạy không kịp luôn. Rồi làm sao đi trốn nữa ta? Ngay đây. Đây có một cái artillery, một cái trong cái hầm, cái dạng hầm á. Nó chống bom đạn nổ xuống. Vừa mới nói xong. Thì cái này có vẻ an toàn hơn ở bên ngoài nhiều. Nếu mà ở bên ngoài mà kêu đó chắc là chết chắc luôn. Tới checkpoint luôn rồi nè các bạn. Đây nhiều lúc nó sử dụng cái artillery á, nó tiêu diệt được mấy đứa này một cách nhanh chóng hơn nhiều. Tụi này thật sự là mình không hiểu sao chứ tụi nó cứ vào tứ phía cái đó, mình chạy tới chạy luôn, mình cũng không biết là đường nào để chặn tụi này nữa. Thì cũng phải đợi tụi nó vô gần hết rồi mình mới có thể biết nó đứng đâu thì mình mới có thể tới đó bắn. Còn mấy thằng cha nội nữa thì nó cứ lăn ngồi trên máy bay kia đó, mình sao mà bắn trúng được ta. Máy bay bắn cũng không phê nữa chứ. Ở đây mình sử dụng để xử lý mấy cái thằng ở dưới nè, chạy vòng trong cái khu làng của mình đây nè. Đây, hai thằng, một thằng headshot. Đây, thanh niên thích hiện, và là chúng ta phải bảo vệ căn nhà. Mà sao tụi nó đông và là ra. Cái gì vậy, mình ghét nhất là chó nha, trong mấy trường hợp game như thế này. Không biết chế tạo ra con chó lại làm gì để cắn người hay sao ta. Gặp chưa kể là gặp gấu trong hang động rồi vân vân này nọ. Làm Ok, nghe đây có một thằng UAV. Vào là. Này thì UAV nè. Để mình nhắm bắn cái đầu nó cái đã. Này thì đứng dậy, chết luôn đi mày. Thường thì mỗi lần gặp UAV các bạn nên sử dụng súng ngắm. Súng ngắm thì nó có khả năng là một đam là chết luôn. Chứ không có này nhiều, một như mà miễn dù phải bắn một phát ngay đầu chứ. Nghe body tụi nó mặc áo giáp nó cho nên nhiều lúc sẽ sao không chết đâu. Từ từ cái thằng này, thanh niên cho bò. Ôi thằng kia nó làm như ngồi á. Này thì ngồi. Ok, ôi còn thêm thằng nữa chứ. Đâm nó luôn cho rồi.
thích gây náo loạn, thích làm bừa. Ok, còn ai nữa không, ra hết luôn đi. Đang rất là sung, khá là sung. Trốn trong đây nữa. Và là rồi, trời, sau cơn mưa trời đã sáng. Lại Heavy nữa. Quái, còn hai sợ là đi liền. Heavy không có cửa nói chuyện nhá. Ôi trời ơi, tứ phía. Làm cái đó bố nào thấy. Ôi trốn, Artillery tới rồi. Trốn, Artillery tới. Thằng nào ở ngoài tỉnh á, đủ tỉnh á, để đứng ở ngoài thì cứ đứng ở ngoài đi nha. Tao vô đây trốn đi. Rồi để xem tụi này nó hạnh phúc như thế nào. Ôi, quá dữ. Đi, mình tính đi ra, mình tưởng là nó hết rồi. Hết chưa ta? Hết chưa? Nghĩa là chắc là hết rồi đó. Còn ai nữa không ta? Đi ra luôn cho rồi. Đó, nãy mình cũng tính mắng mắng Heavy đó hoặc là kia gì đó rồi. Nhưng mà mình thấy Artillery đang tới cho nên trốn rồi chỉnh hết. Chứ tụi này thì nó không ăn nhầm gì với Artillery rồi. Bắn một phát có bao nhiêu là nó hưởng hết. Body banh xác luôn. Này thì kiểu như bài đặt làm Heavy nó bắn cái như hạt ra. What do you think you're doing? This isn't your ride. I've got one last job before we wrap things up. Amita needs to go. It's the will of Kira. It's the only way to spare Kirat from more bloodshed. Hey. She's just another pagan. Do what needs to be done, brother. Đây là cái nhiệm vụ của mình, thằng mình đi theo thằng Sobon mà. Thì thằng Sobon nó kêu là bảo mình nên giết con nhỏ Amita để bài trừ mọi hậu họa. Ok, để mình thấp nắp xuống cái đây. Sao tụi này thấy? Tụi này lúc trước là bạn của mình, nhưng mà giờ hết là bạn rồi. Anh phải giết thôi chứ sao giờ? Này thì Golden Bat. Đây, đúng rồi, quá hay. Đứng đó mà nhìn. Ôi, không tin là bây giờ bà bắn hụt tiếp tục chứ. Chúng ta phải tiêu diệt mấy cái vệ sĩ cận thần của Amita. Thì có lẽ chúng ta sẽ tiếp cận được Amita trong nơi này. Mấy này mà học cầm shotgun kinh dị thiệt không? Bắn cái đùng nã kiểu đó, bố lên chịu cho nổi mà bắn kiểu đó thì thốn không ta được. Ở còn đứa nào thì lên hết luôn đi ha. Mình kiểu như chính thức tuyên chiến với Amita, quân đội Amita đó. Thuyền nhỏ nó cũng đâu có quân đội đâu, nhưng mà cái lý tưởng của nó thì cũng tào lao lắm. Cho nên mình chọn Sabon luôn cho rồi. Ok, come on. Còn hai đứa nữa. Ôi, này thì trượt lên trượt xuống. Cứ như đúng rồi. Nhỏ đó hình như là nó dặn mình nên làm cái gì á trong mấy tập trước á. Nhưng mà mình chắc là mình không nghe theo hay sao giờ nó cay cú á. Nên thôi mà thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. You. He sent you to kill me. I knew it'd come to this, but you? Who else pulls the trigger around here? Good point. Sabal hides behind his blind faith in tradition, and you just... you follow along like one of his subjects? I actually believed you when you said all you wanted to do was honor your mother's dying wish. Go on, son of Mohan, savior of Kirat. Follow your orders, pull the trigger. I'm sure it's the will of Kira. Huh?
Rồi, Amita đã chết. Kẻo này xuống dưới là hút thuốc phiện đã luôn. Đã hy sinh. Tụi nhỏ này cứ hoái chơi thuốc phiện rồi làm ba cái trò gì đó không, cho nên mình cũng không thích cho lắm. Nên chết rồi mình cũng không có tiếng là mấy. Chứ lý tưởng nó cũng kỳ quá.